mỗi người chúc mừng một câu như vậy. Chúc anh mừng món ăn đóng lớn. Ok, lên tiền. Em chúc anh mạnh khỏe. Lúc nào anh cũng mãi là một người anh của tụi em. Ok. Cố gắng. Chúc anh mừng dương sang cực tốt, đừng có tin như em được rồi. Rồi, tới anh Bù. Chúc anh Bùm đánh show nào thắng show đó. Chúc anh Bùm giữ sức khỏe nhiều nhiều để bữa sau có quay mấy phim sau thì tụi em quay khuya xíu không sao. Tới vợ thôi. Tới vợ thôi. Chúc anh Bùm giữ sức khỏe được rồi. Ok, tới em là em chúc Bùm là như là mạnh khỏe và lúc nào cũng là gia đình, lúc nào cũng là bấm và hạnh phúc. Và tuyệt vời hơn là anh Bùm lúc nào cũng song hành cùng tất cả anh em của chúng em. Chúc anh Bùm kiếm tiền thấy mẹ luôn. Em chúc anh Bùm nhiều sức khỏe, trẻ mãi không già. Bữa mai yêu chúng ta luôn vậy? Uống một cái. Anh Bùm có lời nào nói với mấy em không? Ok anh em, cảm ơn tất cả các anh em. Còn cái điều ước của anh, một điều duy nhất là chỉ có gia đình và ba đứa con của anh làm sao mà để cho anh sống và anh lo được cho tụi nó vui cho anh vui rồi. Happy birthday, Lão Tam. Mày mới lâu ấy chưa nữa. Trên phút cuối á.